Một váy này em sale mà còn size lớn nè mấy chị đẹp ơi. Bình thường em sale váy á, thì đa số là còn toàn size nhỏ thôi đúng không? Nhưng mà mẫu váy này ngày hôm nay em có cho mình size lớn luôn ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vest cho mình ha. Tay ngắn cho cả nhà mình nè, ôm eo nè. Đó, dáng nào mà dáng ngầm body ha. Dáng body bút chì cho các chị đẹp mình. Em đang có cho các chị đẹp mình hai size ha. Hai size lớn là tầm khoảng từ 54kg cho tới là tầm 65kg thì sẽ mang vừa. Mã số của em nói là 1462. Mình đặt đơn quý vị comment ngay trên phía dưới luôn. Mã 1462 với số điện thoại cho em lại được ha. Đầm này chất vải của em nói là dòng vải buli ha, vải dày, mặc lên rất là ôm form luôn, hơi bị đẹp luôn ạ. Đó, hiện tại vào hai size lớn, cả nhà tranh thủ chốt sớm cho em nha. Chị khách nào mà bình thường mình mặc size L á, mình đổi lấy size XL mình đặt đơn cũng được, về nhà bóp nhẹ phần eo cho em cũng ok luôn á chị ạ. Dạ 48kg hết rồi chị ơi. Em đang sale rẻ nha. 1462 ngày hôm nay chị đẹp rồi mình đặt đơn và có chia sẻ livestream em giảm lớn cho mình luôn, giảm lớn chơi lớn cho mình livestream ngày hôm nay luôn. 149.000 đồng. Mã số của em nói là 1462. Mình đặt đơn comment ngay cho em 1462 với số điện thoại nha. Cái họa tiết này cả nhà ơi, caro với lại chấm bi tròn á, nó sẽ đan xen với nhau như thế này. Đầm này chất liệu vải của em nói là vải poly hai da nha, vải dày, mặc lên hơi bị đẹp, đẹp luôn ạ. Mặc lên êm lắm. Cổ vét nè, xuất sắc ghê chưa. Rồi nhanh tay chút sớm cho em nha. Nhấn be nè, ôm eo cho mình nè. Nhìn cái eo của mình sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều luôn ạ. Vậy thế nào mà mình hay mà đi chơi, đi tìm nè, hay là mình hay đi dự sự kiện nè, văn phòng công sở đó, chốt liền nha. Mẫu đầm này lên diện lên một phát là nhìn rất là sang luôn nha, to giãn như mình luôn ạ. Dạ em đang mặc cho người mã số 1462 đấy chứ ơi, đặt đơn mình lượt ngay cho em đi ạ. Mã 1462 với số điện thoại cho em là được nha. Lên dáng nè cả nhà ơi, đẹp ghê chưa. Ở đây em cao 1m65 đó. Đầm này mặc dài qua gối nha, mình thích mặc ngắn dài thì mình cứ để dài dài, còn không thích mặc ngắn dài thì mình lên lai cắt ngắn được cho em luôn. Chị Ngọc Nhi ok có đơn hàng, chị Thùy Mai ok em chốt đơn hàng cho chị yêu mình luôn nha. Vì là váy này có co giãn cho khi mà mình đi đứng, đứng lên ngồi xuống di chuyển rất là dễ dàng thoải mái luôn. Dạ 62kg em có đơn đấy chứ, 62kg lấy cho em size 2XL sẽ vừa nha. Thì hiện tại em đang có cho mình là hai size lớn XL và lại 2XL cho mình, tầm khoảng là từ 54kg cho tới là tầm 64-65kg thì mình sẽ mang vừa nha. Váy này thì rất là êm luôn, trời ơi, mặt hơi bị đã luôn ạ. À. Dạ 149.000 đồng, 149.000 đồng giá bán cũ, cả nhà mua vọng mẫu váy này nè, 480.000. Và ngày hôm nay tại sao sale lớn như vậy ạ? À? Em váy này nó bị lẻ size và cũng gần hết hàng rồi ha. Em sale vừa bán vừa tặng luôn để trống kho về đầm mới nha. 149.000 đồng là cái giá lỗ vốn và ngày hôm nay thì em chấp nhận sale luôn ạ. À. Các chị mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Chắc chắn là mấy chị khách quen đã có rồi đúng không? Khuyến khích chị khách là lần đầu tiên biết đến bên nhà em nè, hay là lần đầu tiên coi livestream của shop thì mình không cần phải mua những cái bộ đầm mà 400-500, 500 làm chi đâu. Chốt liền cho em mẫu đầm này, không đẹp không lấy tiền cả nhà mình luôn ạ. À. Đó, những cái họa tiết này nhìn thôi là mình đã thấy lạ, thấy đẹp rồi đúng không? Đó, chấm bi nè, rồi ô vuông nè, đó, caro này nó sẽ thối chạy đều ở trên nền vải như thế này luôn, rất là đẹp. Rồi cái cúc này cả nhà ơi, đẹp ghê chưa, nó đẹp tới từng cái cúc luôn nữa. 149.000 đồng thôi, quá xuất sắc luôn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha. Chứ Thanh Thanh một chiếc luôn, còn chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em đi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1462, đặt đơn bình luận kỹ cho em mã 1462 với số điện thoại cho em là được ha. Có chia sẻ livestream thì từ 480.000 đồng em giảm mạnh cho mình luôn, chỉ còn cái giá tiền bao nhiêu ạ? 149.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là có đơn cho mình luôn á, nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá thì sao ạ? À? Nó hết hàng đó nha, cho mình phải tranh thủ cố gắng chút thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. À. Dạ 58kg mặc size XL cho shop là vừa đó chị, 54kg cho tới là 64-65kg là mang vừa rồi chị ơi. Em 74 cho tới em 84 nha, mình đặt đơn comment ngay cho em. Còn chị khách nào mà mình tầm eo 70 cho tới 74 á thì mình có thể lấy size XL về nhà bóp nhẹ phần eo đùi cho em á chị. Đẹp lắm, có 150 một váy thôi, rất là rẻ luôn á chị ơi, hết hàng rồi. Đầm này em về cho cả nhà đen hoa mai nha, xuất sắc luôn ạ. À. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông nha, tay lỡ vai bồng và dáng đầm phơm xòe như thế này. Chất liệu vải đen thì cả nhà cứ yên tâm đi, vải siêu mềm và mặc lên rất là mát luôn nha, có co giãn nhẹ nhàng. Và cả nhà nhìn cái form giùm em, lên form đúng đỉnh luôn ha. Xinh lắm, trời ơi, lên form là siêu đẹp nha. Chị khách nào tròn người có bụng vai ngang bắp đã to chút thì như mẫu đầm này đi, che hết mẫu khuyết điểm luôn, mặc lên là nhìn mình trẻ là thêm vài tuổi luôn ạ. À. Cổ áo này thì em may cho cả nhà mình vừa phải dễ bận thôi. Size M bao nhiêu đây thì size lớn của
là bao nhiêu đây thôi ạ, mình cứ yên tâm ha. Rồi và phía trước thì sẽ có phối cúc ngọc trai như thế này. Thì trên livestream em mặc như thế nào, về nhà mình nhận được đầm là y chang như vậy luôn. Và khi mà mình nhận được váy tại nhà mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán luôn ạ. Nhanh tay mình chút sớm giùm em tư vấn và chào hàng luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm của em đó là 1616, mình đặt đơn cái việc hợp mình ngay cho em phía dưới. Mã 1616 với xin thoại trên là được. Mỗi lần lên livestream thì chắc chắn là đang có một cái chương trình sale lớn á cả nhà, tranh thủ chút sớm nha. Đây, chất liệu vải ren của em nó này cả nhà ơi. Xinh ghê chưa? Ren này là ren hoa mai ha. Rồi, từng cái cánh hoa này em có chạy viền nổi cho mình, cho nên là nhìn ở bên ngoài á thì từng cái đóa hoa này nó sẽ nét hơn, sẽ nổi nha, rất là đẹp luôn á chị. Tông màu của em nói là tông màu xanh đen ha, dễ mà cực kỳ. Da trắng mình mà cũng đẹp, mà chị khách nào da ngâm ngâm mình vậy là cũng ok cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1616 nha, mà đặt đơn bình luận cho em phía dưới đi ạ. Mã 1616 với số điện thoại cho em là được luôn. Chị Hồng Ân mời chiếc ạ, size M có đó chứ ơi. Hiện tại em đang có đầy đủ tới 4 size lận. Em đang có cho các chị đẹp mình size M là XL và là cả 2X luôn á chị. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg luôn ha. Và yếu tố này em tầm 85-86 độ về, cả người sẽ mang đẹp thoải mái á. Chỗ cái đầm này không đẹp em không lấy tiền luôn nha. Ren đợt này em về cho mình là họa tiết hoa mai. Đợt vừa rồi cả người nhớ em về ren gì không? Ren hoa hồng với lại ren hoa quỳnh đúng không ạ? Họa tiết gì em cũng đã từng về cho mình rồi, cho là cho dù mà mình đặt đầm ren của riêng shop em thôi, cô không có sợ đụng hàng với những mẫu cũ đâu nha. Đẹp lắm luôn á chị. Trời ơi, form may cho mình nè, đơn giản nhưng mà diện lên tôn da gọn dáng nè, xuất sắc ghê chưa, không có sợ qua thời hay đổi mốt gì cả. Đầm này mình có thể diện đi đâu ạ, đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở giao vẫn còn thoải mái luôn nha. Và đầm bên nhà em á các chị đẹp ạ, đầm trung niên U40-50 trở lại mình cứ đặt hàng thôi. Nãy giờ em thấy có nhiều chị khách là em 40 tuổi, 50 tuổi mặc được không đó, thì được hết cả nhà, tại vì đầm bên nhà là chuyên về thời trang trung niên luôn. Còn chị khách nào mà mình 10 mấy 20 mấy tuổi thì ok, mình cũng là bao chị thoải mái nha. Em đang giảm giá rất là lớn, từ 450 giảm xuống chỉ còn có 349.000 đồng thôi. Các chị đẹp mình đặt đơn có việc hợp mình ngay cho em phía dưới luôn. Mã số sản phẩm là 1616 với số điện thoại cho là được, em tư vấn và chờ hàng nha. Thích thì chốt sớm nha, em tư vấn luôn ạ. 49kg mình mặc cho em xem mời sẽ vừa nha. Giao hàng không shop ơi, em có mua hàng online thì giao hàng về tới tận nhà chứ chứ ơi. Đó, giao hàng về tới tận nhà rồi còn gì nữa, cho mình kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Chị mình thấy em mặc ra livestream như thế nào, cổ vuông này ha, tay lỡ vai bồng, dáng xòe như thế này nè. Đó, hai lớp hai túi luôn. Phối cúc phía trước thì về nhà mình nhận được váy là y chang như vậy luôn, không khác xíu nào luôn nha. Cứ yên tâm, có khác là khác mỗi cái size thôi đó, còn ngoài ra giống y đúc hết trơn à, mình cứ yên tâm nha. Đẹp giả mang luôn, đầm nhà shop chị mua nhiều lần rồi nè, mẫu này cũng đẹp hết. Em cảm ơn chị mình nhiều ạ. 64kg đa eo đi chứ, đang em khuyển tay đi qua hoặc là mình đó trên rốn cho em, chỗ nào nhỏ nhất bao giờ là chính xác nhất luôn. Eo dưới 80 mình mặc cho em size XL, còn eo trên 80 mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa luôn nha chị. Xinh lắm chị, đầm bên nhà em chỉ về có một đợt thôi đó, đầm nào cũng vậy hết trơn, cho dù là bán chạy cỡ nào, tại vì mình có hối em về cỡ lại chăng nữa cũng vậy, tại vì bao nhiêu vải em may hết vô cho mình đây nè, toàn bộ may hết vô cho mình một mẫu như vậy luôn, bán hết rồi là hết luôn, không về đi về lại đâu nha. Số lượng em về cũng không có được nhiều luôn nữa, cả nhà đặt hàng tranh thủ đảm bảo là không có lượng hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường luôn nha. Rồi kiểm tra kỹ lưỡng lại giúp em một lần nữa đi ạ. Mã số của em nó 1616 nè, số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Đừng quên chia sẻ livestream để mình được áp dụng hết tất cả những ưu đãi ở trong live nha cả nhà ơi. Một chiếc sơ mi trung niên may kiểu cho các chị đẹp mình rất là xinh luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1464, hôm nay shop sale rất là rẻ luôn, chỉ có giá tiền là 159.000 đồng thôi. Đầm này thiết kế sẹo cổ sơ mi ha, tay lỡ này mặc lại không có sợ bị chật hay là bị lộ bắp tay gì đâu. Dáng đầu phơn xòe che khéo là cái phần bụng tốt nha. Mẫu này thì em bán rất là chạy và em đã hết hai size lớn rồi, em chỉ còn cho mình có hai size nhỏ thôi, cho nên hôm nay thì em sẽ sale luôn nhé. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1464, hôm nay chị đẹp nào mình đặt đơn trong bài livestream ngày hôm nay em sale rẻ luôn, 159.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chất liệu vải của em đó là dòng vải chiếc phong cao cấp nha. Đó, vải chiếc phong thì mình yên tâm, em sẽ may kỹ cho mình luôn là hai lớp cho khi mà mình diện lên thì hoàn toàn không sợ thấy sợ lộ gì hết nha. Hai túi đây nè, tiện lợi ghê chưa, khóa kéo phía sau lưng, còn kèm thêm cho mình hai cái sợi dây để mình buộc eo nữa. Thật ra là cái đầm này em may cho mình là phong chuẩn nha, không rộng không chọc gì hết trơn á, rất là vừa mặc luôn. Nhưng mà lỡ như chị khách nào mà mình về nhà mình nhận được váy này nó hơi
trọng một chút xíu và mình muốn nó sát người mình hơn thì cũng không có cần phải tốn tiền, tốn thời gian để đi bóp eo đâu. Lấy cái sợi dây buộc lại cho em là ok luôn rồi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1464 nha. Ngay bây giờ mình đặt đơn, quý vị comment ngay cho em phía dưới mã 1464 với số điện thoại cho em là được. Cái tông màu đen trắng này thì rất là dễ mặc rồi, da trắng da ngâm nhìn chị lên đều đẹp hết. Chị Cẩm Hồng có đơn hàng luôn hả? Rồi chị Ngọc Tú ok có đơn hàng, chị Nguyễn Linh một chiếc luôn nha. Em đang giảm giá đó chị đẹp ơi, 159.000 đồng thôi. Giá bán cũ khi mà lúc mà em còn đủ size nha là tới 420.000 luôn á chị. Nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay tại sao em sale rẻ? Em hết hai size lớn rồi, em chỉ còn hai size nhỏ thôi. Với lại đầm bên nhà em chỉ về được đúng một lần duy nhất rồi qua luôn chứ không về đi về lại đâu nha. Mình khách thì ngay bây giờ mình chốt sớm cho em mã số của em đó là 1464. Đặt đơn bình luận mã với số điện thoại liền cho em nha. Chị khách nào đặt đơn thiếu mã hoặc là sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt xe đâu ạ. Tranh thủ chốt sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1464, đặt đơn hộp bình ngay gian phía dưới mã 1464 với số điện thoại nha. Em cao 1m65, đầm đậy mặc dài ngang được bóp chân như thế này. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc, còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn ha, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Chị Ngọc Vui có đơn hàng chị Lan Anh một chiếc luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này đỡ ngay bây giờ mình tranh thủ chị Kim Uyên ok em trước là hẹn chị Kim Uyên nha. Còn hai ý tên là không shop em hết rồi chị đẹp ơi, hiện tại thì em chỉ còn cho mình là có hai size nhỏ thôi là size M và là size L đó, 40kg cho tới là tầm 55-57kg, eo tối đa eo tầm 75-76 đổ về mình mang đẹp thoải mái nha. Các chị có mặc vừa hay không? Mặc vừa thì ngay bây giờ mình tranh thủ chốt sớm đi, chọn cái vải của nó đẹp lắm. Em đứng gần cho mình xem cái họa tiết nè, đây những cái họa tiết mắt xích ở đây. Cái này là em in màu nha, em in màu 3D cao cấp cho các chị đẹp mình. Cho là những cái chi tiết ở đây nè, nhìn nó rất là nét luôn ha. Không có in nhựa đâu, mặc siêu bền luôn á chị, đẹp lắm. Nhận được đầm bên ngoài dở ra, trời ơi, cái đầm sơ mi mà 159.000 đồng đảm bảo là em bao giá toàn thị trường. Không có shop nào mà dám chơi lớn như thế này cả. Giá cũ em bán 420, ngày hôm nay em còn cho mình nè. Size M còn 31 chiếc, size L còn 27 chiếc thì em tặng luôn cho các chị đẹp mình. Chị nào mà mình nhận được váy này tại nhà với giá từ 159 nghe đồng thì mình quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha. Và bài livestream mới nhất mình luận cho em là được ạ. Dạ 53kg mặc size L là vừa đó chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã 1464 nha. Mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1464 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng luôn. Chị khách là mình đặt hàng nhanh em đảm bảo sẽ có đơn cho mình ha, còn mình đặt hàng chậm quá là nó hết hàng đó ạ. Tranh thủ chốt sớm nha em tư vấn và chờ hàng 1464 với số điện thoại cho em là được, 159.000 đồng thôi. Mấy màu vậy shop ơi? Dạ một màu duy nhất các chị đẹp ạ, không có màu thứ hai nha. Nhanh tay chút sớm nha em tư vấn và chờ hàng 1464 với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Chị Nguyễn Ly có đơn hàng chị Kim Linh một chiếc 1464 luôn ạ, đang sale tại nhà ha, 159.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết đó nha.